quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến kênh Nhật Báo Hành Từ Giờ của chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những video hấp dẫn nhất đến từ kênh của chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá ngày 17 tháng 10 trên kênh Nhật Báo 24 giờ. Kính thưa quý vị, sau trận đấu giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, một bí mật đã được tiết lộ khiến người nghe rợn người, đặc biệt khi nó trực tiếp đe dọa đến sự nghiệp của ngôi sao sáng nhất đội tuyển Hàn Quốc, Son Heung Min. Nếu Hàn Quốc thắng, Son Heung Min có thể rời sân với cái chân gãy. Lời tiết lộ rợn người này cũng chính là lời kết cho đoạn phỏng vấn trực diện nhất kể từ sau khi trận cầu lịch sử giữa Triều Tiên và Hàn Quốc khép lại, trận cầu với quá nhiều điều bí ẩn và đặc biệt. Hàn Quốc và Triều Tiên đã hòa không bàn thắng trên sân vận động Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng ngày 15 tháng 10 vừa qua. Trận cầu được mong chờ nhất của hai đại diện miền Nam Bắc sau 29 năm. Không chỉ nghèo nàn về số bàn thắng, trận đấu này còn trở nên đặc biệt với những khán đài trống rỗng. Cùng những đoàn băng bị giấu đi, sống trực tiếp cũng hoàn toàn bị cắt. Cựu đại sứ Bắc Triều Tiên tại Vương quốc Anh, ông Tae Yong Ho chính là người đã chia sẻ những bí mật động trời kể trên, không chỉ riêng về cá nhân Son Heo Min. Ông Tae Yong Ho chia sẻ, Người hâm mộ Hàn Quốc có thể thất vọng về kết quả này, nhưng đó thực sự đã đem lại sự an toàn cho nhiều người. Hàn Quốc chỉ đem theo tổng cộng 55 người, bao gồm cả các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện, và phải đi đường vòng trong chuyến làm khách đến Bình Dưỡng, Triều Tiên. Tiết lộ thêm, ông Thay jong Ho cho biết, ngày 13 tháng 10, hai ngày trước trận đấu, là ngày thể thao toàn quốc tại Triều Tiên. Nếu đội tuyển quốc gia nước này nhận thất bại, điều đó sẽ hủy hoại danh tiếng của ông Kim Jong-un. Không chỉ bóng đá, thể thao nói chung tại Triều Tiên được gia đình ông Kim Jong-un rất chú trọng. Có thể nói, đôi khi, đó là một áp lực cho chính Thủ tướng Kim. Chia sẻ từ cựu đại sứ Ho, theo tờ các nhà chức trách Bắc Triều Tiên còn không muốn công bố kết quả của trận đấu, chứ đừng nói đến việc họ tổ chức một trận đấu công khai với Hàn Quốc. Một trận hòa đã giúp các cầu thủ Hàn Quốc lành lặng, cũng như sự hài lòng trong Kim Jong-un. Nếu Hàn Quốc thắng, Son Heung-min có thể rời sân với cái chân bị gãy. Tuyển Việt Nam sẽ thay đổi nhân sự trận gặp UAE Thưa quý vị, sau trận thắng Indonesia vào tối ngày 15 tháng 10, hôm qua đội tuyển đã rời Bali để về nước và có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 17 giờ nhóm cầu thủ phía Nam hoặc ở lại hoặc về địa phương ngay trong ngày. Còn nhóm cầu thủ phía Bắc bay tiếp ra Hà Nội, về tới sân bay nội bài lúc 21 giờ 40 Văn Lâm quay trở về câu lạc bộ mùa United Thái Lan, Công Phượng, Văn Hậu trở lại Bỉ và Hà Lan. Các cầu thủ trong nước sẽ bước vào vòng 25 V-League vào ngày 19 tháng 10 và thi đấu vòng cuối cùng, vòng 26 vào ngày 23 tháng 10. Có 11 tuyển thủ sẽ thi đấu hai trận bán kết cúp quốc gia vào ngày 27 tháng 10, gồm Bình Dương gặp Quảng Nam, Hà Nội gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó 2 ngày, đội tuyển sẽ tái tập trung tại Hà Nội. Riêng Phượng và Hậu sẽ về Việt Nam dự kiến vào ngày 11 tháng 11, 4 ngày trước trận gặp UAE trên sân Mỹ Đình. Danh sách 25 tuyển thủ cho hai trận gặp Malaysia và Indonesia đã hoàn tất vai trò lịch sử của mình và huấn luyện viên Pauzer sẽ có một số sự điều chỉnh về lực lượng cho hai trận gặp OE vào ngày 14 tháng 11, gặp Thái Lan vào ngày 19 tháng 11 đều trên sân Mỹ Đình. Do tuyển Việt Nam vẫn chơi phòng ngự phản công nên đội có thể bổ sung thêm khoảng 3 đến 4 cầu thủ trong danh sách sơ bộ 72 cầu thủ mà ông Park đã thiết lập từ đầu năm. Trong cuộc họp đội ngay tại Bali trước khi về nước, ban huấn luyện đội tuyển cũng thông báo đại ý rằng Việt Nam chưa đủ trình độ áp đặt lối chơi lên UAE nên có thể ông Park sẽ tính toán những nước cờ mới. Ông Park và học trò được tiếp thêm động lực khi đội tuyển Việt Nam tăng thứ bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, sau hai trận thắng tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10, Việt Nam cộng thêm 14,4 điểm, trong đó 7,63 điểm nhờ thắng Malaysia và 6,80 điểm nhờ thắng Indonesia. Với tổng điểm 1.245, Việt Nam tăng 2 bậc từ hạng 99 lên hạng 97 thế giới. Truyền thông UAE lo đội già bị đóng ao bởi đội tuyển Việt Nam Truyền thông UAE nhắn nhủ đoàn quân của luyện viên Bervin Quyết cần sớm lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho lượt trận sắp tới, đồng thời đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, tại lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022, đội quân của HLV luyện đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Indonesia với tỷ số đậm 3-1, dù không có được đội hình mạnh nhất, qua đó vươn lên vị trí thứ hai bảng tri, đồng thời trở lại vị trí 97 quen thuộc trên bảng xếp hạng FIFA. Ở chiều ngược lại, OEA gây thất vọng khi để thua 1-2 trước chủ nhà Thái Lan, qua đó tụt xuống vị trí thứ ba bảng tri và nguy cơ sớm dừng bước ở vòng loại 2. Tờ Cura OE, nhắn nhủ đồng quân của huấn luyện viên Bervan Quyết cần sớm lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận làm khách của đội tuyển Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sức mạnh của đội bóng áo đỏ. Tờ Cura viết Thất bại trước Thái Lan đã dán đòn mạnh vào tham vọng của OE. Chúng ta đã rơi xuống vị trí thứ ba, đứng sau Thái Lan và Việt Nam. Vì thế, trận đấu với rồng vàng vào tháng 11 tới đây trở thành điểm mấu chốt của chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Bởi thua đồng nghĩa với cơ hội đi tiếp là rất nhỏ. Đội tuyển Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng khi bất bại cả 3 trận, trong đó có hai chiến thắng. Đội bóng của huấn luyện viên Ponser từng lọt vào tới vòng tứ kết ASEAN Cup 2019. Do đó, UAE cần có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách sắp tới. Chúng ta cần một chiến thắng để đảm bảo khả năng đi tiếp. Ở trận làm khách trước Việt Nam vào tháng 11 tới đây, đội tuyển UAE không có được sự phục vụ của chân số số 1 Alim vì bị thẻ phạt. Việc Alim Bakhau không thể thi đấu là mất mát rất lớn của đội tuyển UAE bởi tiền đạo 29 tuổi này là chân sút tốt nhất trong tay huấn luyện viên Marwan Mawick với 6 bàn thắng sau 3 trận đấu. Bakhau cũng đang là chân sút số 1 trong lịch đội tuyển UAE với 55 pha lập công và tiền đạo ghi bàn nhiều thứ hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, xếp sau Omar Ansabat của Syria 7 bàn. Tiền đạo của UAE đang có phong độ rất cao khi đã ghi bàn ở cả 3 trận đấu đã qua, trong đó có cú hat-trick vào lưới Indonesia. Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, Ali Metko cho biết, Chúng tôi biết rất rõ về đội tuyển Việt Nam, tôi nghĩ rằng họ là một đội tuyển mạnh. Tuy nhiên, điều này sẽ không thể ngăn cản đội tuyển UAE, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ nhất. Theo lịch vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển UAE tại Mỹ Đình vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 11. Trận đấu hấp dẫn này sẽ được trực tiếp trên kênh VTC1. Quế Ngọc Hải, biểu tượng trưởng thành của hàng thủ tuyển Việt Nam Dấu ấn lớn nhất của huấn luyện viên trong những thành công vừa qua là xây nên hàng thủ rắn chắc và chơi biến hóa với hạt nhân là thủ lĩnh Quế Ngọc Hải. Đứng lên từ những thất bại Sau chiến thắng 3-1 trước Indonesia, đội trưởng Quế Ngọc Hải là một trong những người hạnh phúc nhất. Ba điểm tại Bali không chỉ giúp tuyển Việt Nam vươn lên dị bản tri mà còn đánh tan bóng ba kỵ rơ từng ám ảnh bao thế hệ cầu thủ Việt Nam. Suốt 20 năm, từ trận thắng 1-0 ở bán kết SEA Games 1999, chúng ta không thắng được Indonesia trận nào ở mặt trận chính thức cho đến khi thầy trò huấn luyện viên Ponser viết lại lịch sử đêm 15 tháng 10. Cá nhân Quế Ngọc Hải có quá nhiều kỷ niệm buồn với kinh địch này. Ở bán kết AFF Cup 2016, chính Ngọc Hải mắc lỗi khiến Việt Nam chịu hai quả 11m và nhìn Indonesia lọt vào chung kết nhưng tất cả đã ở lại sau lưng. Hôm 15 tháng 10, Quế Ngọc Hải lại ghi bàn, lần này giúp Việt Nam viết lại lịch sử với chiến thắng 3-1 ngay trên sân đối phương. Quế Ngọc Hải cho biết, Khó khăn trước Indonesia là điều đã biết trước, vì trên sân nhà họ luôn rất khó chịu. Toàn đội cố gắng tập trung đoàn kết, thi đấu với sự tập trung cao nhất và thắng thuyết phục. Chiến thắng này sẽ giúp cả đội tự tin hơn hướng tới hai trận sắp tới trên sân nhà trước OE và Thái Lan. Thắng Indonesia ngay trên sân của họ, với tuyển Việt Nam là thành quả của sự tập trung, tập luyện chăm chỉ. Cá nhân tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì là người đã trải qua các trận đấu với Indonesia không có được kết quả tốt. Hôm nay, tập thể tuyển Việt Nam thi đấu hết mình và chơi bóng tuyệt vời. Dấu ấn đạm nét của thầy Park vì lịch 2019 khi bảo dư luận bất ngờ tập trung vào Quế Ngọc Hải thì ít ai biết huấn luyện viên Paul Sơ đã ra tận sân hàng đẩy rồi liên tục gọi điện trở ngang anh. Có ngày ông gọi đến 4 năm lần, thậm chí có hôm ông còn rủ tôi lên khu biệt thự chuyên gia VFF ngủ cùng. Tôi bảo, thôi, bà bà gáy to lắm, nhưng tình cảm và niềm tin mà ông dành cho tôi khiến tôi rất hạnh phúc và nhớ bảy. Cộng thêm sự ủng hộ vô điều kiện của chú Dũng, tức là giám đốc trung tâm thể thao Viettel Đỗ Mạnh Dũng và câu lạc bộ Viettel đã giúp tôi vượt sóng giá đó, nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới, an tâm cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tuyển thủ Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2022 có dấu ấn không nhỏ của ông Park trong vai trò chăm trẻ, kết nối cả đội thành một gia đình. Đó là điều Papa Park đang làm tại Việt Nam. Trước dậy bóng đá là dạy làm người, nhưng bóng đá là cuộc đấu trí, đấu lực trên sân cỏ, Tài năng của ông Park không chỉ là tâm lý mà còn đặc biệt ở khả năng tạo ra nền tảng chiến thắng cho Việt Nam bằng một hàng thủ chắc chắn và chơi biến hóa. Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy chia sẻ. Quế Ngọc Hải đang là một trong những trụ cột ổn định nhất của tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ dưới sự chỉ bảo của huấn luyện viên Paul Sir, anh ấy đã hoàn thiện bản thân rất nhiều, vẫn chơi mạnh mẽ và sáng sỏi. Nhưng lúc này Quế Ngọc Hải có kỹ năng làm chủ khu vực, phán đoán tình huống và kiểm soát trái bóng tốt hơn. Trong hầu hết tình huống tranh chấp, Hải luôn là người chiến thắng. Anh ấy là chỗ dựa cho cả tập thể. Những đường truyền dạy vượt tuyến của Hải đang đem đến cho tuyển Việt Nam rất nhiều giải pháp, giúp chúng tôi thoát được ý đồ vây ráp của đối phương. Báo Trung Quốc thất vọng, thừa nhận đội nhà dưới cơ tuyển Việt Nam Trận hòa 0-0 trước Philippines đã khiến dư luận Trung Quốc vô cùng thất vọng. Họ thừa nhận đội nhà dưới cơ đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Thưa quý vị, trận hòa trước Philippines đã làm ảnh hưởng lớn tới tham vọng đi tiếp của Trung Quốc. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, hiện tại họ đang có được 7 điểm sau 3 trận đấu, kém đội đầu bảng Syria 2 điểm. Điều đó có nghĩa rằng Trung Quốc sẽ buộc phải thắng Syria trong cuộc đối đầu vào tháng 11 trên sân khách nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng dự World Cup. Chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của các tuyển thủ trong trận đấu với Philippines, báo Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Tờ Soho đã có nhận xét buồn về thực lực hiện tại của đội tuyển nước nhà. Họ thừa nhận đội già dưới cờ đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Họ viết, Trận hòa trước Philippines ở vòng loại World Cup 2022 cho thấy bóng đá Trung Quốc ngày càng tụt hậu so với các đối thủ châu lục. Hiện tại, thậm chí Trung Quốc còn thua kém nhiều đội bóng Đông Nam Á, điển hình là Việt Nam và Thái Lan. Những đội đều giành chiến thắng ở lượt đấu vừa qua. Nếu đụng độ với Việt Nam hay Thái Lan ở thời điểm này, đội tuyển Trung Quốc có khả năng cao sẽ thất bại. Nếu gia nhập liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, Trung Quốc sẽ phải đứng sau cả hai đối thủ này. Hiện tại chúng ta chỉ ngang cơn Malaysia mà thôi. Cũng theo tờ Sohu, không phải UAE mà Việt Nam hay Thái Lan mới là những đối thủ chính trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng tri vòng loại World Cup 2022. Tờ báo này nhận định rằng UAE có thể sẽ ném thêm thất bại nữa khi hành quân tới sân Mỹ Đình, chạm trán với đội tuyển Việt Nam vào ngày 14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy like, share quên nhớ phần đăng ký kênh ở phía bên dưới để ủng hộ chế kim và để nhận được những thông báo mới trước khi có video mới xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.